Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chúc máy quay của chúng tôi ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc hạng C. Đó chính là chiếc xe Kia Forte phiên bản SX số tự động ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2013, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đăng ký năm 2013 ạ. Thưa với quý vị và các bạn, sau 7 năm thì chiếc xe đã lăn bánh được 6.500.000 km rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu chi tiết về chiếc xe Kia Forte SX 2013 này ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì hôm trước chúng tôi vừa mới mua về, chúng tôi đã có quay và phát live stream trực tiếp cho quý vị và các bạn xem rồi. Cho nên là bây giờ thì chúng tôi sẽ làm video chi tiết hơn để gửi đến quý vị và các bạn, để nếu như quý vị và bạn nào mà đang có nhu cầu mua chiếc xe Kia Forte 2013 này thì mời quý vị và các bạn theo dõi xem, nghiên cứu video kỹ hơn. Và nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu thực sự thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn ạ. Quý vị và bạn mà quan tâm thực sự thì mời quý vị và bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Thưa với quý vị và bạn, chiếc xe này thì quý vị và bạn thấy đây ạ. Tôi quay chi tiết hơn về cái phần đầu cho quý vị và bạn cùng xem. Đây là một chiếc xe mà chủ xe đã độ, mất công độ lên rất là nhiều ạ. Vừa mất công và mất rất là nhiều tiền độ lên chiếc xe này ạ. Đấy, quý vị và bạn xem phần đầu thì quý vị và bạn cũng đã thấy được luôn đấy ạ. Chủ xe đã mất rất là nhiều tiền và mất rất là nhiều công để độ lên chiếc xe này. Từ đèn pha bi xê lông này, pha bi xê lông cộng với giải đèn led này, đèn pha bi xê lông rất là đẹp, xanh, sáng xanh này, có cả viền xung quanh cũng là sáng xanh luôn, xanh đỏ đèn pha bi xê lông. Dưới này là cái cặp đèn led đấy ạ. Nếu như bật đèn led, đèn gầm thì đèn led không sáng, còn nếu như tắt đèn gầm đi thì cái đèn led này nó sẽ sáng luôn đấy ạ. Đây là cái giải đèn led ở cạnh đèn gầm mà chủ xe đã lắp thêm ạ. Đấy, quý vị và bạn thấy không ạ? Chủ xe đã mất rất là nhiều tiền và mất rất là nhiều công sức để độ lên chiếc xe này ạ. Và cái phần la răng thì quý vị và bạn thấy đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị la răng đúc và bốn cái la răng này còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Thưa với quý vị và bạn, nước sơn thì cũng rất là bóng, nền thì cũng rất là căng. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là tai nạn gì nặng, va chạm xước sát nhẹ nhàng để sơn thì nền nó căng, chứ còn nếu như đã đâm đụng hay là va chạm gì thì là làm lại nền nó không bao giờ căng đẹp được như thế này đâu ạ. Để về so sánh về option thì tất cả các hãng thì thưa với quý vị và các bạn, Kia thì trang bị là option tương đối là đầy đủ rồi, không còn thiếu cái gì cả ở cái phân khúc hạng C. Cho nên là Kia cũng đã trang bị cho chiếc Forte này là một cái khóa thông minh, đề nổ start stop, cửa nóc, ghế da, điều hòa tự động, đầy đủ hết tất cả rồi, không còn thiếu bất kỳ một cái gì cả. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi tiến vào cái khoang nội thất để xem về cái phần này. Thứ nhất là để xem về cái phần chất lượng này. Đây là keo chỉ. Thưa với quý vị bạn, tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn cho quý vị và bạn về cái phần keo chỉ ạ. Keo chỉ cánh cửa là còn nguyên bản này. Hôm trước thì tôi cũng đã livestream trực tiếp cho quý vị và bạn cùng xem rồi. Nhưng mà tôi livestream thì tôi không livestream chi tiết được hơn vì nó không có nhiều thời gian ạ. Tôi chỉ livestream trong vòng mấy phút cho nên là nó không có nhiều thời gian. Hôm nay thì tôi có nhiều thời gian hơn. Tôi quay cho quý vị và bạn xem đây ạ. Đây là cái ốc bản lề này, còn nguyên này. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này không có bị đâm đụng hay là không bị va chạm gì cả. Tôi sẽ quay đến đâu là tôi giới thiệu luôn cho quý vị và các bạn đến đấy ạ. Vừa về chất lượng này, vừa về option này. Xe được trang bị là khóa thông minh, đèn nổ start stop này. Đây là cái cụm điều chỉnh gương gập điện đây. Gương chiếu hậu gập điện này. Lên xuống kính này. Đây là cụm lên xuống kính auto, kính cũng là lên xuống kính auto rồi. Đấy. Và nội thất là nội thất da. Đấy. Và thưa với quý vị và bạn, chủ xe này chỉ thích màu đỏ hay sao ấy? Tất cả các thứ đều là màu đỏ này. Rất là đẹp luôn. Chủ xe chỉ thích màu đỏ. Sàn cũng là sàn 5D cũng là màu đỏ luôn. Đấy. Rất là đẹp. Và rất là đẹp luôn là cái bậc cửa cũng còn rất là mới ạ. Forte. Bậc cửa rất là mới luôn đấy ạ. Đây là cái tem của nhà sản xuất đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam luôn ạ. Option thì tương đối là đầy đủ rồi. Tích hợp các phím thể thao trên vô lăng, sang số thể thao trên vô lăng luôn đấy ạ. Đây.
sang số thể thao trên vô lăng. Từ 22 trở lên thì option đã được trang bị là cái sang số thể thao trên vô lăng. Đấy. Và vô lăng còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Option rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn tiến vào cái phần khoang sau. Đây là cái khoang sau này, cánh cửa đã. Trước tiên là tôi cho quý vị và các bạn xem về cái keo chỉ cánh cửa này. Còn nguyên bản hết ạ. À, ốc bản lề này cũng còn nguyên bản luôn. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm, chưa phải tháo cánh ra cho nên nó còn nguyên bản ạ. Đấy, rất là mới luôn. Cái phần nội thất ở phía sau này rất là mới, rất là đẹp. Chủ xe rất thích màu đỏ cho nên là cái gì cũng phải có màu đỏ. Đấy, từ cái lót sàn phối hợp tông xe tông, lót sàn cũng là màu đỏ hết ạ. Xe cũng đã được, xe cũng đã được trang bị cửa nóc rồi đây. Đây là cái cửa của nóc. Tôi sẽ cho quý vị bạn xem cửa sổ nóc này, auto chỉ cần bấm phát là mở thôi. Đóng này cũng là auto. Đấy. Riêng option thì Kia trang bị không thiếu một cái gì luôn. Ở giữa là cái màn hình trung tâm giải trí đa phương tiện, tích hợp camera lùi và xe cũng đã có sẵn cảm biến lùi rồi. Điều hòa tự động, điều hòa auto, start top, khóa thông minh start top, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển, tích hợp cả sang số thể thao trên vô lăng. Và cái đồng hồ thì quý vị và các bạn xem đây ạ, chạy chuẩn là 6.500.000 km. Đấy. Tablo rất là mới, Tablo, Tabi còn rất là mới. Nói chung là chiếc xe này rất là đều xe đấy ạ. Nhìn về cái phần Baderock sau thì quý vị và các bạn cũng đã thấy đấy ạ. Xe đã được trang bị là cảm biến lùi này, camera nguyên bản theo xe và cụm đèn cũng còn nguyên bản hết ạ, chưa có bị vỡ, chưa có bị nứt vỡ gì cả. Đây là cái cụm đèn rất là bóng, rất là mới ạ. Phiên bản SX, Kia Forte SX. Đây là cái camera nguyên bản. Đây, thưa với quý vị bạn, camera nguyên bản nó như này đây. Keo chỉ đây, keo chỉ còn nguyên bản luôn ạ. Tất cả cái keo chỉ này là còn nguyên bản hết ạ. Chưa bị mất một tí keo nào cả. Cốp thì rất là sạch sẽ. Rất nhiều những chiếc xe ở cái phân khúc hạng B thì là chủ xe hay chạy dịch vụ phải chở hành lý của hành khách, cho nên là để cái khoang này nó rất là nhiều. Cho nên chiếc xe này thì cá nhân không chạy dịch vụ cho nên nó còn mới đẹp như này đấy. Mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì, nó hơi bẩn một chút thôi. Lốp sơ cua cũng còn rất là mới ạ. Đấy, đây là cái lốp sơ cua rất là mới, đẹp và đều xe đấy. Đây là cái táp bi cửa phía sau bên phụ ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên zin. Nội thất rất là mới, táp bi rất là đẹp, sạch sẽ và đẹp đẽ luôn ạ. Đấy, quý vị các bạn thấy đây ạ. Riêng cái khóa của Kia đã làm nó rất là đẹp luôn. Từ 2013 đây, khóa này rất là sáng, rất là sạch sẽ, đẹp đẽ luôn. Lịch sự, sang trọng, lịch sự. Đúng là cái phân khúc hạng C có khác ạ. Nó khác hẳn với những chiếc xe ở cái phân khúc hạng B ạ. Rất là mới, rất là đẹp. Và đây là cái táp bi cửa trước bên phụ ạ. Keo chỉ cũng còn zin, còn nguyên bản hết ạ. Táp bi cũng rất đẹp, táp lô cũng rất đẹp luôn ạ. Rất là mới, rất là đều xe. Quý vị và các bạn thấy bên ngoài ngoại thất là màu đỏ nhưng bên trong cũng là màu đỏ. Sự kết hợp của màu đỏ của chiếc xe này, nếu như những ai mà thích màu đỏ thì nhìn chiếc xe này thì tôi đảm bảo là kết luôn. Không thể bỏ qua chiếc màu đỏ như thế này được ạ. Tất cả rất là đẹp luôn đây. Từ cái lót sàn 5D. Đấy. Ốc bản lề đây, thưa với quý vị bạn, còn nguyên hết luôn. Răng cũng rất là đẹp luôn đấy ạ. Ốc bản lề, doang, còn nguyên, bảng là rất là đẹp. Rất là mới. Ngoại thất và nội thất của chiếc xe thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị các bạn xem về cái phần động cơ, xem nó còn đẹp cỡ nào ạ. Kia cũng đã trang bị cho chiếc Forte 2013 này là một cái khối động cơ xăng, động cơ DOHC 1.6 lít ạ. Và chúng tôi cam kết về cái khối động cơ này nó còn nguyên bản luôn ạ. Không có bị đâm đụng, không bị ngập nước, tất cả còn nguyên bản hết ạ. Và đang hoạt động rất là tốt đây, tôi đang nổ máy đây quý vị các bạn nhé.
máy tôi đang nổ mà nó rất êm như thế này rồi đây. Hôm nay rất tiếc với quý vị các bạn, nó lại cái ngày thứ bảy, cho nên là xung quanh đây là công trường làm việc rồi thì anh em thả diều cũng rất là nhiều, cho nên là tiếng ồn nó hơi cao, cho nên là quý vị các bạn hết sức lắng nghe tôi nhé. Chứ còn tiếng máy này thì chắc chắn là không nghe thế đâu vì nó rất là êm. Đấy, thưa với quý vị các bạn này, máy đang hoạt động mà nó êm như này đây. Ốc máy cũng còn nguyên bản hết ạ. Dàn ốc máy là còn nguyên hết, không có cái ốc nào bị tháo ra đâu. Cho nên là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, tất cả còn nguyên bản hết ạ. Ốc cabo này cũng còn nguyên này. Keo chỉ còn nguyên luôn đấy ạ. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên luôn đấy ạ. Đấy, quý vị các bạn xem nhé, cái ốc cabo nó còn nguyên này này. Đấy, ốc cabo còn nguyên, ốc tai cũng còn nguyên luôn này, keo chỉ còn nguyên hết ạ. Tuy có mỗi cái đèn này là chủ xe phải bóc cái đèn này ra để độ đấy ạ. Độ đèn bi xê nông, quý vị các bạn thấy đấy ạ. Đèn bi xê nông thì chủ xe bắt buộc độ là phải bóc cái đèn ra nhé. Đây, bóc ra, phải bóc mặt ra để độ cái đèn này, đèn bi này. Đấy, còn lại là còn nguyên bản hết đấy ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 379 triệu đồng. Thưa với quý vị và các bạn, chỉ 379 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe sang ở sở hữu ngay một chiếc xe phân khúc hạng C, chiếc sedan ở phân khúc hạng C này với 379 triệu đồng thôi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm với chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Số này thì chúng tôi dùng cả Zalo đấy quý vị và các bạn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Forte này thì mời quý vị bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu nhưng vì địa điểm nó hơi chật hẹp cho nên là không thể quay rộng rãi như chỗ này được. Cho nên tôi phải đem ra những cái nơi khu này nó mới rộng rãi để có chỗ mà quay cho quý vị các bạn cùng xem. Như hôm nay là ở những cái chỗ rộng thì thường nó hay có công trường hay là những cái chỗ vui chơi cho nên hơi ồn ào một chút ạ. Quý vị các bạn chú ý lắng nghe và hết sức thông cảm ạ. Nếu như quý vị các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.